Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình tiếp tục live về cái chủ nghĩa tư bản. Mình thấy cái đề tài chủ nghĩa tư bản nó cũng rất là khá hay, cho nên mình sẽ tiếp tục live để chia sẻ với anh chị, với bạn, anh chị, các bạn, để chúng ta tìm hiểu cái sự khác biệt và cái cuộc sống nó như thế nào. Thì các bạn thấy cái chủ nghĩa tư bản, nó con người ta nó giống như là một cái máy làm ra tiền cho những cái nhóm tài phiệt, chứ không phải giống như Việt Nam các bạn nghĩ đâu. Tôi về Việt Nam tôi sống và tôi làm việc, tôi biết đời sống ở Việt Nam, người dân trung lưu họ được thừa hưởng một cái thành quả cách mạng rất là lớn đó, chứ không phải giống như ở xứ tư bản. Tại vì cái đồng tiền, các bạn biết cái đồng tiền vật chất nó làm cho con người ta bị mờ mắt đấy, giống như mấy cái thành phần mà nó, các bạn biết nó đi buôn bán thuốc phiện cũng vậy. Ở bên Mỹ bắt đầu nó cho mấy đứa học sinh nhỏ nhỏ đến đó nó dụ, nó dụ bắt đầu nó cho không lấy tiền, tới chừng mà nghiện ngập rồi thì là bắt đầu bị lệ thuộc vào nó. Cái thằng tư bản nó cũng giống như vậy đó, nó cho cái người dân đó, nó dùng chính sách ngu dân mà ăn, vì bởi vì mấy cái ăn 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 riết rồi ghiền, ăn trước trả sau, rồi bắt đầu nợ nần chồng chất, cuộc sống nó bị lôi cuốn vào cái chủ nghĩa vật chất. Và họ, và cái bù lại của nó là gì, nó được cái những cái vật chất đó, cho nên nó ham muốn và nó bị lôi vào cái dòng xoáy của nó. Được, cũng chính vì điều đó mà cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó sử dụng cái mô hình chủ nghĩa tư bản để đặng mà nó đánh bóng, nó cho những người dân Việt Nam ở trong nước đó, ăn cái bánh vẽ. Được, cũng đó là những cái lý do mà tại sao những cái người Việt của mình họ, khi mà họ ở Việt Nam họ ăn nên làm ra, bắt đầu cái họ mơ tưởng, ồ thấy nước Mỹ sao mà ở phương ta trời Tây sao mà thấy ham quá, ai cũng nhà toàn là biệt thự villa không. Mấy truyền thông Việt Nam mấy tụi mà nó đánh bóng mấy thằng ca sĩ, mấy thằng mà dân đại gia trong nước mà đi ra nước ngoài mua nhà mua cửa, tôi ngồi được cười mắc cười nè, toàn là biệt thự mà xây mà quay nhà toàn là nhà cấp 4 không à, toàn quay những cái cảnh mà ăn chơi đồ, hay là những cái chỗ mà sinh hoạt mà rộng rãi, toàn vô quay mấy khu mà thương mại á, cái là cơ ngơi này cơ ngơi kia cơ ngơi nọ. Các bạn thấy ở Mỹ, ngay cả tôi nói những cái tiểu bang như là Cali nè và New York, hai cái tiểu bang đó, đó đời sống nó đắt đắt đỏ khủng khủng khiếp lắm. Chào Nguyễn Thanh Sơn, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Đời sống rất đỏ, rất là mắc. Các bạn đừng nghĩ là nhà ở bên Mỹ một mua nghe nói là 1 triệu đô, 2 triệu đô là biệt thự cũng, trời ơi, ở bên Cali các bạn biết cái nhà nó cũ 60 70 năm mà nó cũ, nó xây hồi cái thời mà Hitler nó hơi đùa đùa, hồi cái thời mà của Tần Thủy Hoàng. Các bạn biết nó cũ mà nghe nói ta ở nhà bạc triệu, nó cũng khủng khiếp lắm mà nó mắc, và chi phí tiền đóng thuế cái gì nó cũng mắc. Chân cái chủ nghĩa tư bản các bạn biết, còn đi làm việc á, những ai mà đến Mỹ mà làm việc cho công ty á, mà người Việt mình sau này đi làm công ty thì rất là ít, rất là hiếm. Tại ngày xưa công ăn việc làm Mỹ nó nhiều, bên ngành sản xuất của nó nội địa nó rất là nhiều, người Việt của mình qua đi làm công ty ngày xưa người ta thực tế hơn. Còn bây giờ qua các bạn thấy họ đi làm toàn là những cái ngành nghề phục vụ, mình nói không phải mình chê ngành nghề, công việc nào cũng là công việc thôi, cho nên họ không có hiểu được cái cách làm việc của cái chủ nghĩa tư bản. Nó bị dân ghê lắm, các bạn biết làm việc trong đó nó cũng chia toán tổ, rồi làm thì làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nó cũng có người quán xuyến mình chứ đâu phải là giỡn đâu. Các bạn biết lương bổng rồi cũng vậy, nó chấm công chấm điểm,
mà muốn lên lương thì hàng năm là ông boss nó phải chấm công mình làm, nó giờ giấc đồ đâu ra đó chứ đâu phải là giỡn đâu. Ngay cả những cái công việc làm bất cứ gì nó cũng quán xuyến cái người làm rất là chặt chẽ. Làm mà những người làm mà đi bấm, tôi gọi là ngày xưa gọi là đi bấm thẻ đó, vô giờ nào là bấm giờ đó tính tiền, chứ đâu phải các bạn thấy chỗ ở cái chủ nghĩa tư bản nó quản lý người dân ghê hồn lắm. Ngay cả đời sống dân sự cũng vậy, các bạn mà giao dịch do đời trong dân sự đó, tiền bạc tài chánh rồi ra vô ngân hàng làm cái gì đi đâu nó đều biết hết. Khi mà có chuyện gì đó là chỉ cần thằng FBI, thằng cảnh sát liên bang nó chỉ cần bấm cái số an sinh xã hội, mà hiện nay Việt Nam mình có cái số gọi là căn cước công dân đó, nó chỉ cần bấm cái rẹt một cái là nó lôi 10 đời cũng ra nữa. Tôi nói các bạn đời nào ông bà tổ tiên mình nó lôi ra hết, chết chôn ở đâu là nó biết hết. Cho nên nó quản lý dân sự chặt chẽ lắm. Những người mà giao dịch tiền bạc được, các bạn thấy cầm 10.000 đồng mà đi vô ngân hàng mà đặt cọc là nó cũng tra hỏi, nó cũng phải làm cái tờ giấy báo cáo về trên cảnh sát liên bang là cái tiền đó mình, cái người đó đặt cọc, số tiền đó nó theo dõi. Còn các bạn biết mà đi mua nhà, mua cửa hay mua xe, mua cộ mà mình đặt cọc hay mình dùng cái tiền mặt mà mình đặt cọc, cái số tiền lớn là nó cũng theo dõi, nó theo dõi sự quán xuyến người dân triệt để lắm. Mà cái chủ nghĩa tư bản các bạn biết. Còn ở Việt Nam các bạn thấy đời sống dân sự, những cái người dân mà tầng lớp trung lưu họ, tôi thấy họ rất là thoải mái cuộc sống của họ, tuy rằng họ không có những cái đời sống nó gọi là amenity, những cái luxury, những cái mà người ta nào là xe cộ nhà cửa thế này thế nọ, tiện nghi đồ, nhưng mà người ta có cần không? Ở Việt Nam người ta đâu cần cái, ở Việt Nam các bạn thấy người ta đâu cần cái tủ lạnh bự chà bá hư là bự, tại bên kia người ta ăn uống cuộc sống mưu sinh đó. Họ phải cần cái tủ lạnh bự thằng họ bỏ vô, nhiều khi cả tuần cả tháng mới đi chợ một lần, ăn đồ ăn thì đông lạnh. Các bạn thấy cuộc sống nó khác biệt nhau rất là nhiều. Mình chỉ chia sẻ để một số những người khác họ không có bị mà chạy theo những cái ảo tưởng. Khi họ đến nước Mỹ rồi các bạn biết họ bỏ tiền triệu đô qua bên Mỹ uống dễ sợ uống, mình thấy tiếc qua xứ người ta rồi phải. Rồi phải làm, rồi phải đóng thuế, rồi đủ thứ hết. Rồi quay về Việt Nam bắt đầu chê bai. Các bạn thấy dân ngay cả vấn đề ở cái chủ nghĩa tư bản mà nói về vấn đề tham nhũng, rồi hối lộ, rồi nó tinh vi lắm. Nó rất là tinh vi. Tại vì anh chị em các bạn không có theo dõi báo truyền thông của những cái kênh, những cái tin tức mà uy tín cho bên trường các bạn. Như tôi nói gần đây tôi coi cái tờ báo về bên kinh tế của Mỹ đó, market đó. Các bạn biết thằng công ty Honeywell nó là một công ty lớn nhé, nó qua bên Nam Mỹ á, nó hối lộ, nó tham nhũng, nó cho nó đút lót mấy thằng quan chức ở bên nước, hai cái quốc gia bên Nam Mỹ á. Tôi có link, có gì các bạn muốn thì tôi cho các bạn. Các bạn biết nó tham nhũng rồi nó hối lộ để đặng mà nó lấy những cái công trình, những cái mà quyền lợi của nó đầu tư á, nó tham nhũng. Mà các bạn biết cái cách tham nhũng hối lộ của tụi nó, khi nào nó bị phát hiện rồi đó, cái cách của thằng Mỹ á nó không phải giống Việt Nam. Các bạn hỏi từ quan chức bất cứ ai cũng vậy, mà tham nhũng hối lộ mà phạm là bắt trọng đưa vô lò đốt hết. Cái thằng Honeywell các bạn biết nó trả ra, nó phải đóng tiền
hơn 200 triệu đô để đặng mà nó mua, nó đặng bãi cái tội của nó. Dễ sợ. Ở Mỹ á, ở Mỹ nó nhiều thằng mà nó tham nhũng hối lộ hay tội phạm nữa là nó đóng tiền, nó gọi là nó đóng tiền phạt đó, đóng tiền triệu đô, hàng trăm triệu để đặng mà nó thoát tội, coi như là miễn tội, tiền settlement, không chi cố nữa. Còn ở Việt Nam các bạn thấy vấn đề tham nhũng được chính phủ nhà nước khắc phục rất là tốt, rất là hiệu quả. Thì tôi có điều, những cái điều đó chúng ta nên mừng, chứ không phải mình lên mạng nhiều khi mình thấy những cái một số quan chức họ làm sai, họ dốc phạm thì họ bị pháp luật trừng phạt họ. Thì mình thấy rằng đó là một cái cơ chế đang đổi mới rất là tốt, mình mừng. Không vì lý do đó mình rơi mình bất mãn, rồi mình quay qua mình tìm cách mình xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn thấy gần đây mấy hôm nay có một cái sự việc gọi là mà nhà nước Việt Nam đang gọi là thanh trừng vấn đề tham nhũng, quan liêu, cho cái hệ thống cơ chế nó ngày càng tốt đẹp hơn để đất nước phát triển một cách hài hòa và nền kinh tế nó sôi động hơn. Cho nên tình trạng tham nhũng, hối lộ, các bạn thấy từ đăng kiểm cho đến từ những người mà có chức, từ thủ tướng, bộ trưởng đồ, là bị kỷ luật, từ chức, rồi cách chức, đủ hết, đủ kiểu hết. Đó là điều chúng ta nên mừng các bạn. Nhưng mà đối với những thành phần mà xuyên tạc chống phá ở hải ngoại thì nó sẽ lợi dụng những cái nan đề của một cái xã hội Việt Nam để nó xuyên tạc chống phá. Còn ở cái xứ mà tụi nó đang ở, các bạn thấy nó tham nhũng hối lộ kinh hồn lắm, tinh vi lắm, nó bao che nhau. Các bạn, tôi nói các bạn, chuyện tham nhũng mà của Mỹ, tôi nói chỉ thằng Mỹ thôi đó, chuyện nghìn lẻ một đêm, tôi kể mà không hết hồn nữa thôi. Mà những cái người Việt của mình đó, họ sống ở hải ngoại, họ không bao giờ họ dám nhìn vào cái nan đề của đất nước sở tại. Nó khổ cho họ cái chỗ đó. Thứ nhất về ngôn ngữ, về văn hóa, về cái sự hòa nhập, họ không hòa nhập được. Họ chỉ biết quay về Việt Nam nhìn những cái nan đề của đất nước, thay vì mình động viên nhau, mình khuyến khích nhau để mình xây dựng đất nước, một cơ chế nó tốt hơn. Các bạn thấy, ngược lại họ quay qua, họ tìm cách, họ chống phá và họ kích động những cái tầng lớp lao động mà phổ thông hay những người mà họ không cập nhật nhiều những cái thông tin ngoại ngữ đa chiều, thì họ gây ra sự bất xúc. Bởi vì khi tôi lên mạng, tôi đọc, tôi vào những cái trang Facebook hay là một số các bạn thác tôi vào những cái thành phần, những cái nan đề của đất nước đó, rồi những cái thành phần mà chống phá đất nước nó vào đó, nó xuyên tạc, bắt đầu nó bức xúc, nó phẫn nộ, rồi nó gây ra những cái nó phát ngôn những cái rất là phản cảm. Thôi thì lại mình like tới đây, mình tiếp tục công việc ở quê nhà. Ở cuộc sống ở đâu cũng phải làm, cũng phải phấn đấu, nhưng mà ở mỗi nơi nó có cái cách mình làm việc của mỗi tùy theo mỗi người. Nhưng mà bất cứ ở đâu mình cũng phải cố gắng lên, anh chị em các bạn, nhất là xã hội ngày hôm nay, cái tình hình thế giới ngày hôm nay. Một lần nữa, Lợi Minh xin chào quý bà anh chị em các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.